Audi trân trọng kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014, động cơ 1.4, tiêu thụ nhiên liệu hơn 5 lít xăng, 6 lít xăng cho 100 km đều hỗn hợp. Đây là chiếc Kia Rio xe sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc năm 2014. Xe có màu trắng sứ, hồ sơ đã cầm tay. Chiếc xe này thưa quý vị là hồ sơ cầm tay. Xe ở xa cho nên mình đã rút hồ sơ cầm tay để tiện cho quý vị mua ở khu vực gần đây mua thì có thể vào tên ngay trong ngày. Ngay trong ngày quý vị có thể vào tên được chiếc xe này. Và không phải chờ đợi thời gian mua rút hồ sơ nữa. Và chiếc xe này là Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015. Xin lỗi các bạn, 2014 Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014 và hiện nay đang được chào bán với giá là 345 triệu đồng. 345 triệu đồng cho một chiếc Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014. Xe rất đẹp. Đây là cái nội thất của chiếc xe táp ly táp lô đây quý vị nhìn đây. Xe được trang bị màn hình camera lùi rồi. Đấy, táp ly đây. Chúng ta hãy lượn một vòng quanh xe để xem là cái xe nó đẹp như thế nào. Là răng rồi là lốp còn rất là mới. Đây, nội thất đây. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, màn hình camera lùi. Hộp động cơ là số sàn 6 cấp Kia Rio, số sàn nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014. Động cơ 1.4 MT, hộp số tay 6 cấp. Thì bây giờ quý vị hãy cùng mình đi kiểm tra về cái đây nội thất thì quý vị xem rồi, ngoại thất và nội thất xem rồi. Táp ly táp lô còn rất đẹp quý vị nhé. Ghế da đẹp. Đấy, xe mua về cứ thế sử dụng không phải làm bất cứ thứ gì về xe cả. Keo chỉ zin. Bây giờ mình các bạn hãy cùng mình kiểm tra xem keo chỉ có zin hay không, đúng không? Không gì bằng kiểm tra. Thì đây. Đây là chỉ của cánh phụ. Đây ạ, chỉ cánh phụ đây. Còn nguyên quý vị nhé. Đây là cái chỉ cánh sau bên phụ. Cũng còn nguyên ạ. Về phần cốp đít thì đây, quý vị nhìn thấy đinh tán còn nguyên. Đinh tán còn nguyên đây ạ. Đây, hai bên đinh tán còn nguyên. Chỉ đây. Rồi, ok nhá, chào ông nhá. Đây, chỉ cốp đít còn nguyên. Về phần cốp đít đây, quý vị hãy cùng mình kiểm tra đây. Là rằng lốp còn rất mới, lốp sơ cua còn như mới. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Lốp sơ cua còn mới lắm. Thế còn đây, về phần sơn si của phần gầm đây, quý vị nhìn thấy rất là mới, đinh tán còn nguyên, không có một tí gì là ấy cả. Xe rất đẹp luôn. Bây giờ chúng quý vị đây cùng với mình kiểm tra phần chỉ bên tài, chỉ bên lái đây. Quý vị nhìn này, còn nguyên. Chỉ bên lái còn nguyên hết. Chỉ bên cánh lái đây. Còn nguyên. Đấy, nội thất đẹp, xe nhập khẩu đây.
xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc năm 2014 ạ. Bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra cái phần đầu chiếc xe.